trực tiếp luôn. Tháng tháng có 500 ngàn nhiều á. Nhưng mà mấy anh lo mấy cái ngày đó học à? Một phần 2 ngàn một ngày là dưới 2 tiếng. Biết rồi, nhưng mà ý là tất cả là tại con mình học cái thời gian đó nó đi học. Thì từ lúc nãy những người huấn luyện viên là nó xếp đặt cái giờ, giờ nó bé rồi. Hiểu chưa mà tại vì con nó đó là nó đó nó đi dạy đăng ký vô lớp á là đi nhìn ngày nó giờ mới đến mà nó không ra là... không có dạy được tại mình không có học mình đang dạy đang dạy vậy đang dạy mà cũng hay vậy hả? Ủa gì là hay vậy hả? Rồi bây giờ chiến tranh trò chơi cho em nữa. Ở công viên thiếu nhi là cái quầy mà bán đồ chơi mà lớn nhất công viên là của tôi. Nhà em bán cái gì hả? Dùng rất chữa. Vô cổng ở trường bán cái giá đó hả? Thì đó cái mà mình là bán cái quán gì đó. Mình trang lại cái chỗ bán lan một lần hết. Mình làm cái hàng gì trang đó. Xong rồi mày trả không? Phải trả không trò. Đúng đi. Mình vô trời ngay cổng đó. Con mà không trả. Không thường mình đi làm về trễ lắm, mình mở cửa tới 5 giờ 5 rưỡi mình mới mở cửa. Mình đi làm về mình mới chạy qua mình mở cửa bên đây mình làm. Vậy chính thức là đi làm ở đâu? Mấy giờ có làm âm thanh này nè. Bán mà tự làm là chuyên kinh doanh.